Trong tiếng Tày, Thên có nghĩa là thiên, tức là trời. Người xưa quan niệm rằng hát then chính là điệu hát của trời, là những thanh âm ông trời ban tặng dành riêng cho dân tộc Tày. Truyền thuyết xưa của người Tày kể rằng, thuở trước có anh chàng tên là Xiêm, bị câm, tuổi đã 30 mà vẫn chưa lập gia đình. Buồn tủi về cuộc sống một mình, chàng mới xin Ngọc Hoàng làm cây đàn cho khuây khỏa. Người trời cho giống bầu làm bầu đàn, cho cây gỗ mộc hương làm thân và dây tơ làm dây đàn. Chàng Xiêm bị câm đã làm ra cây đàn 12 dây từ những vật liệu đó gọi là đàn tính. Mỗi khi đàn tính cất lên, cỏ cây, muông thú, vạn vật trên thế gian đều bị mê hoặc. Đến cả thần tiên trên trời cũng bị mê tiếng đàn mà trở nên lười nhác, bề trễ việc công. Thấy sự nguy hiểm của cây đàn, Ngọc Hoàng bèn sai tước đi 9 dây, chỉ để lại 3 dây như bây giờ. Nhưng không vì thế mà đàn mất đi sức cuốn hút với con người. Và cho đến tận bây giờ, người Tày vẫn nói với nhau, hát then không có đàn tính cũng chẳng khác nào bữa cơm thiếu muối. Truyền thuyết về cây đàn tính 12 dây làm mê đắm lòng người đã trở thành hiện thực bởi đôi bàn tay của nghệ nhân Dương Văn Thục. Từ cây đàn tính 3 dây, ông Thục đã cải tiến, sáng tạo thành cây đàn 12 dây. Sinh ra và lớn lên ở thị trấn Chợ Giã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, được nuôi dưỡng trong dòng văn hóa dân gian đậm đà bản sắc, niềm đam mê với văn hóa hát then, đàn tính đã theo nghệ nhân Dương Thục suốt thời niên thiếu. Bất kỳ hội hát then hay lễ nghi nào ở địa phương, ông đều lân la ghi chép và dày công nghiên cứu học hỏi. Từng có thời gian gần 10 năm làm nhạc công cho đoàn nghệ thuật Bắc Thái. Với vốn hiểu biết và tài năng của mình, ông đã đem kiến thức ấy vào việc nghiên cứu làm ra cây đàn tính 12 dây. Tôi làm ấy thì hôm cái hội thảo hội then Bắc Cạn, tôi có hỏi mấy ông cụ hát then cổ, then dân gian cổ, bảo là cái xưa có bảo cái chuyện có cái đàn tính 12 dây có phải không, bảo có đúng. Tôi còn có một bài nói về cái đàn tính 12 dây. Thế tôi càng suy nghĩ hơn và tôi bảo là thôi kỳ này tôi sẽ làm. Đấy, thế thì mọi người bảo thế nào mà làm được, mà không tôi sẽ cố gắng sẽ làm được. Đấy, tin tưởng nó sẽ làm được. Thế cũng có người thì bảo là nếu mà làm thì ông làm mà đánh. Và nếu làm được thì tôi sẽ cố gắng đánh được. Đó là một điều tôi khẳng định như thế. Vậy thì qua đấy thì tôi chưa làm đâu. Chưa làm được, tôi vẫn đang tâm đắc suy nghĩ. Thì đã có chuyện là người ta muốn đến xem rồi. Là bảo tôi có rồi. Có người đồn là tôi có rồi. Đấy, thế là tôi bảo thế thì mình tâm đắc thành nói dối. Nói dối thế thì không được. Thế tôi lại càng phải kiên quyết về suy nghĩ. Từ những ý tưởng trên giấy ban đầu thô sơ nhất, ông đưa vào thực nghiệm. Đã nhiều lần thất bại, nhưng ông Thục vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Những đồ dùng đơn giản trong nhà cũng được ông tận dụng để phục vụ cho nghiên cứu của mình.
Cái mẫu đàn thì tôi cũng nghĩ rất là nhiều lần. Cuối cùng tôi được làm theo cái gấu là mới đầu tôi chỉ lấy cái thí nghiệm. Tôi lấy cái âu, cái song, cái âu âu nhựa để mà làm cái bầu. Thì chúng tôi cũng thiếu bầu đấy, không có bầu. Và chưa chắc mà cắt cái bầu vào làm nó có được hay không. Vậy khi mà làm xong cái cần đàn mà đính cái dây vào, coi như là vặn lên mà phát ra âm thanh thì tôi thấy là đó là cái thắng lợi của tôi rồi. Không hề học qua những nguyên tắc chế tạo, cũng chưa hề có tài liệu nghiên cứu nào, toàn bộ quá trình chế tạo của ông Thục đều dựa trên những kinh nghiệm của bản thân. Mọi tính toán đều phụ thuộc vào sự nhạy cảm của người nghệ nhân. Chi tiết làm cái tai đàn ấy, đính cái tai đàn là với cái cần đàn để gắn vào bầu là cái khó. Và lên dây 12 dây thế này thì là liệu mà tôi nghĩ là cái bầu mà làm nó chịu đựng được. Mới dây của nó căng thôi nhà, tính tính cái độ căng của dây cũng đã là sức căng của nó cũng đã là rất là nặng. Nhưng mà tính mới dây cũng phải mấy cân, thế là chục cân hay 20 cân, ví dụ nếu mà tính cân lên, tôi đoán đấy là cuối cùng tôi đã làm được. Sau gần 20 năm nung nấu và bỏ nhiều công sức vào làm đàn tính 12 dây, đến năm 2000, nghệ nhân Dương Thục đã chế tác được 3 cây đàn tính dựa trên câu chuyện kể trong lời then cốc tính. Một chiếc được mang về Hà Nội, một cây đàn được mang trưng bày tại bảo tàng tỉnh, cây đàn còn lại luôn được ông mang theo bên mình. Cũng đã 3 lần, ông mang cây tính tẩu 12 dây của mình đi trình diễn ở các liên hoan dân ca toàn quốc. Từ ngày cây đàn tính 12 dây hoàn thiện, ông Thục coi nó như người bạn tâm tình của mình. Những bài hát then về quê hương, về những nét đẹp văn hóa của mảnh đất Ba Bể đã mang một màu sắc mới, một thanh âm mới khi được cất lên cùng với âm vực phong phú của cây đàn truyền thuyết. Là làng mạc đông vui sung túc vì do một trời muôn thử nhân đức trong làng, xem có tình thương hàng xóm hay không. Mới có chuyện bò là lạc vào trong bàn trống mừng, dân tình chưa biết to thường liên thịt, ít lâu sau có một người ăn mặc rách rưới đến tìm bò, hỏi ai cũng bảo tôi chẳng biết tôi chẳng hay. Người tìm bò đi qua đâu đều thấy cứ đóng thêm cài và đựng thêm câu chửi, rách ao ôm cò cút luôn thì bảo trời về chiều người tìm bò đi mai đến nhà bà già mai cuối thôn, bà đồng ý ôn tồn cùng khách nhà rách nát có bát cơm xoàng, nếu người không chê vào nhà nghỉ tạm. Tìm bò vui vẻ cảm ơn, bà có tấm lòng son tốt quá, vậy bà có thấy con bò lạ nào lạc qua đây không? Bà trả lời một câu có biết, họ đã bắt về thịt ấm rồi, còn chia tôi miếng da và cái đuôi, còn đó khách tìm bò mới tỏ sự việc đã rõ rồi. Xin được cảm ơn bà tôi về tôi không ngủ. Tôi cũng dựa theo cái đàn gọi là cái tam thập lục, nó có 3 dây song song, 4 dây song song vậy. Thì tôi bảo thế cái tính cũng mở như thế chắc cũng nó cũng âm bực nó đông hơn. Đấy, tôi nghĩ thế là tôi mạnh dạn tôi làm đúng đủ 12 dây sắp xếp theo cái câu chuyện truyền thuyết như vậy, tôi cũng cảm thấy là đã hài lòng và thấy thắng lợi. Ít lâu sau bụt trời lại cho người đến hỏi dò xem dân tình muốn khi nào hồ nước được bồi đắp trở lại. Bụt trời hỏi phải
này ông nói lắm trả lời bằng câu vạn 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 miên. Nên hồ nước cho tới giờ vẫn giữ nguyên một màu xanh biếc ơi. Diện tích là 500 ha được nằm ở vị trí giữa vườn quốc gia nên có nhiều muôn thú vị rừng nguyên. Đàn tính vốn chỉ có 2 hoặc 3 giây, giờ kéo thêm 9 giây là điều rất khó. Làm sao để hợp lý trong người chơi mà âm thanh đặc trưng của tính không bị mất hoặc pha trộn? Sau thời gian dài suy ngẫm, ông Thục đã tìm ra hướng giải quyết khi chia dây, để 6 dây lùi về phía bầu đàn. Bằng cách này, người chơi có thể thuận tiện khi dùng dây tính và đàn các bản nhạc khác hay đệm hợp âm. Thế đàn tính của dân tộc Tây thì nó cái âm thanh nó phát ra là cái từ cái quả bầu. Hơn nữa là nó dùng một cái dây gọi là chưa dùng dây tơ. Bây giờ thì mình đã có cái dây tơ thì cũng có cái dây cước để thay thế. Thì mình dùng một cái chất liệu dây ni lông. Vì âm vực nó khác với cái dây sắt của nó là nó tiếng nó không đanh như tiếng dây sắt. Âm thanh đấy vì như là đấy như tới cái phần tôi đánh của đàn tính thì cũng không thay đổi gì đâu. Nó vẫn là cái phần này nguyên, vẫn là tôi đánh ví dụ đấy tôi đã có hát cái bài then là đấy. Đấy nó tiếng của nó không khác gì. Nó vẫn là tiếng đàn tính. Còn cái phần tôi mở đấy gọi là phần thêm của nó ấy, là nó đánh được cái giai điệu khác, các làn điệu khác. Là cái phần này là tùy mình lên dây, lên cái kiểu như thế nào thì thành do mình đánh, mình thảo lên dây kiểu như bây giờ là anh nào thảo về guitar thì ta lên như guitar, là mình đánh đàn tứ thì đàn tam thì mình lên như kiểu đàn tam. Là ví dụ là cái bài tôi sẽ đánh cái bài ví dụ cái bài dân ca Khơ Mú ấy. Thái chi ơi tới đây nhặt đây chiếc khăn đẹp này, có một nàng ở trong rừng hái hoa rừng. Chiếc khăn phiêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đâu ở trên cây ơi là chiếc khăn phiêu đời. Không chỉ nghĩ đến việc cải biến chất lượng âm thanh, khiến cây đàn có thể đệm nhạc cho nhiều loại hình dân ca khác, ông Thục còn nghĩ đến việc cải biến chất liệu làm đàn, thay thế cho quả bầu khô dễ vỡ bằng những chất liệu bền chắc hơn. Cái đàn này tôi thì bầu cũng hiếm, nên là tôi cũng mạnh dạn là nó làm cái phần để mà cứng hơn, lên dây nó chắc chắn hơn thì... và đi vận chuyển đi dùng có thể mình không giữ kẽ như là cái đàn bằng cái quả bầu nó hay vỡ, tôi mới lấy cái gọi là cái kiểu đồng nhôm để cái song thì tôi làm thì nó cứng cáp sâu ra đặt có thể văng mạnh cũng được. Thì tôi ý là nếu mà làm được cái nhựa ấy, bằng nhựa ấy, tôi là đổ đặt với họ mấy người đã làm, nên là tôi định nói có thể nghĩ cũng khác làm khuôn để mà làm cái bầu nhựa thay thế cái quả bầu của mình trồng. Đấy, thì nó vừa nó dùng nó đi nó gọi là vận chuyển là để thì nó không cần phải dùng cái động tác nhẹ nhàng tha hồ, tức là để đặt mạnh cũng được hay là rơi cũng được, thậm chí rơi cũng không được gì. Đấy, thì tôi nghĩ là bằng cái nhựa cứng là tốt. Trong kho tàng văn hóa dân gian của người Tày ở miền núi phía Bắc nước ta, văn hóa hát then với cây đàn tính quen thuộc đã trở thành một mảng văn hóa tâm linh, tín ngưỡng phổ biến ở nhiều tỉnh như Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn. Số lượng các bài then cổ cúng lễ có tới hàng ngàn bài. Đó là kho tàng di sản mang bản sắc dân tộc Tày đậm đà. Hát then cổ, nghệ nhân hát then được đón đi hát thông qua các nghi lễ long trọng. Các nghi lễ được tổ chức để cầu sức khỏe, cầu tài lộc, cầu mùa màng tùy vào điều kiện hiện tại của gia chủ. Ngày xưa, người ta chỉ được học đàn tính và hát các bài then nghi lễ vào các ngày mùng 1 và 15 hàng tháng theo âm lịch. Tuy nhiên, qua thời gian, các bài then cúng lễ của người Tày dần bị mai một, chỉ còn được lưu truyền trong các gia đình làm then nhiều đời.
Ông Ma Văn Vịnh, năm nay 68 tuổi, là giáo viên về hưu đã gần 20 năm ở bản Phiêng Giường, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Ông yêu thích hát then và đàn tính từ thời trai trẻ. Bằng sự đam mê và trân trọng hát then, ông Vịnh đã âm thầm và kiên trì tìm đến các nghệ nhân hát then cao tuổi ở cả ba xã vùng cao huyện Chợ Mới là Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư để sưu tầm các bài hát then cổ. Sưu tầm được bài nào, ông cẩn thận ghi chép lại, đóng làm 4 tập khổ giấy A4. Tôi thấy là từ khi năm 1988 là Trung ương Đảng có ra một cái nghị quyết là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thì tôi cũng được thấy then người ta đưa lên những cái mảng bài then cúng mụ, rồi là giải đương thao giải hạn, rồi là một số bài then là người ta làm y như ngày xưa các cụ làm, mà đặc biệt là có cái bà Mỗ Thị Kịt ở Bình Gia Lạng Sơn nên được đưa lên trên TV một cái là tôi biết rằng là bây giờ nhà nước mình lại cần thiết phải lưu giữ lại cái then. Và tôi cũng nghiên cứu tất cả cái sách then thì thấy rằng là then nó là một cái nội dung hoạt động cho con người mình là tốt, xác định đạo đức con người mình là sống có tình có lý có nhân có đức. Cho nên là tôi học và tôi cũng mong muốn, vì tôi là thầy giáo cho nên là tôi cũng mong muốn là nếu như cái then này nó vào cuộc sống người thầy, có khi đạo đức của các cháu nó cũng sẽ tốt và ngoan hơn. Những bài then cổ cúng lễ được xem như tài sản gia truyền đối với những người hát then ở trong vùng. Họ được gọi là nghệ nhân sau mỗi lễ cấp sắc. Nên việc đi sưu tầm, xin chép lại được những bài then đó, rồi dịch để hiểu nghĩa trong chữ cổ đối với ông Vịnh là một công việc không hề đơn giản. Tầm cũng rất là khó khăn bởi vì mình không là người làm then. Cho nên ông này lại là giáo viên về hưu nữa, lại đi tìm làm cái gì, cái trò này, ông này muốn làm gì mình chăng thì người ta cũng ngại. Nhưng mà sau khi thuyết phục mãi rồi là người ta cũng lại cho mình xem sách. Đến giờ, ông Vịnh đã sưu tầm được hàng trăm bài hát then cổ. Chính quá trình nghiên cứu của mình, ông Vịnh cũng đã phân loại và tìm hiểu sâu hơn về các mảng bài của then tày. Theo ông Vịnh, then tày được chia làm 3 mảng chính. Mảng thứ nhất là các bài dùng trong nghi lễ tại các lễ hội lầu then để cấp sắc cho người làm then. Mảng thứ hai là các bài để hát trong các nghi lễ chỉ dành cho các pháp sư cúng lễ chữa bệnh. Mảng thứ ba là mảng then Sava, là một mảng bài chỉ hát cho vui, hát trong lúc hội hè tụ họp. Các bài then mới được sáng tác với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước đều nằm trong mảng then Sava. Nhiều bài then cổ mà ông Vịnh sưu tầm được không chỉ có ý nghĩa trong các nghi lễ mà còn có ý nghĩa rất thực tế với cuộc sống của con người ngày hôm nay. Nhưng mà riêng trong then cổ ấy, có những bài là hát cho then cổ nhưng mà nó cũng lại rất là tốt. Lôi đấy ví dụ như là bài về nước sạch ấy. Bài về nước sạch thì khi mà người ta đi tới đâu để cúng cái con gì vào cái trạm nào thì là người ta hát cái bài là dâng nước cho cái vị đó uống, thì người ta bảo nước này là siêu sạch. Phải nói là có khi chả có dân tộc nào có bài hát ca ngợi về giọt nước uống đâu. Nhưng mà người tày nó có một bài, tôi có thể đọc mấy câu cho thế này. Tôi có thể đọc mấy câu là nước này là từ trên trời rơi xuống, nước này là từ ngọn trời xanh rơi xuống, nước này là từ ngọn chớp rơi xuống, mà nước này là từ cựa thường luộc, nước này là từ miệng con hổ rừng ra. Thì hai cái thứ đó là rất là chẳng ai dám vào gần, cho nên là nước nó là siêu sạch. Mà nó đã chảy ra thì bên trên không có người mổ chó mổ gà, bên dưới không có người mổ vịt mổ trâu. Thì mình lấy cái đoạn đấy là rất là sạch, siêu sạch. Và không phải nước là hưởng theo nhu cầu, ai hưởng bao nhiêu phá phách thế nào cũng được. Then nó bảo là đừng 3 ngày, hứng 3 ngày mới được một giọt, 7 ngày mới được một hớp. Cho nên đòi hỏi phải công bằng, phải sử dụng công bằng và tiết kiệm. Thế thì người Tây người ta đã, từ ngàn xưa khi hình thành then là người ta đã xây dựng được những câu then nói về môi trường đến cái mức độ cao như thế. Cho nên tôi thấy là then cúng lễ nó cũng là một cái tinh hoa. Ông Ma Văn Vịnh cũng là một trong những người làm đàn nổi tiếng của Bắc Cạn.
Ông Vịnh làm đàn không chỉ bán cho người muốn mua mà còn tặng cho gia đình bà con nào có niềm đam mê với hát then mà không đủ tiền mua. Hiện nay ở Bắc Cạn thì tôi thấy người ta bán lên là tới khoảng 700 nghìn một cái. Đấy là giá đắt nhất. Thế còn trung bình là 500 nghìn. Nhưng mà tôi làm ra thì vì tay tôi làm cũng chưa được khéo lắm cho nên là tôi cũng bán 300 rưỡi. Thế bây giờ hiện nay là nhà tôi cũng có nhiều đàn và đồng bào có nhu cầu thì tôi cũng vẫn cứ cho người ta mượn tập. Năm 2008, ông Vịnh tham mưu cho chính quyền xã ra quyết định thành lập câu lạc bộ hát then dân ca tày bản tinh do ông làm chủ nhiệm. Ban đầu câu lạc bộ tập hợp lại 10 nghệ nhân hát then ở các xã Bình Văn, Yên Hân và Yên Cư. Đến nay câu lạc bộ đã lên đến gần 30 người, trong đó có nhiều người tuổi còn rất trẻ. Những buổi chiều, buổi tối, bất kể lúc nào có thời gian rảnh rỗi, những nhóm thành viên trong câu lạc bộ lại tụ họp cùng nhau, cùng đàn, cùng hát. Nhiều rồi, thế bây giờ ta hát nhá. Hát. Thế, thế bây giờ cái đoạn 2 thì ta hát nó cao cao lên một tí nữa và dạo đàn cho nó đều nhá. Bây giờ thì lại bắt đầu đoạn 2 nhá. 2, 3. Đàn tính năm xưa đã theo anh đi khắp các chiến trường trên đỉnh Trường Sơn qua lời ta chiến thắng có cây đàn tiến đắng thủy chung. Thế thời gian tập cũng đã là gần 20 lần rồi, ngày gần đi nữa. Thế bây giờ làm như thế này là cố gắng rồi. Và khi đi tập ấy thì ta nhớ là các cái yếu tố cầm đàn như thế nào, mắt nhìn ra sao, rồi là lời hát của mình ấy là phải tập trung hát cho nó đúng với điệu của đàn đi. Ta học những cái bài này nó có nốt nhạc sẵn mà các cháu đã được học nhạc ở trong trường rồi. Thì bây giờ bấm vào nhạc là nó có ra son phe, tức là son la mì rề, là nó có các cái nốt. Nhưng mà đến khi học then cổ người ta là gảy và đàn hát theo cái ý tưởng của người ta thôi. Và lúc nào ngân nga, lúc nào lên, lúc nào xuống ấy, và bấm đàn làm thế nào, người ta đúng là ta trở thành nghệ nhân rồi thì người ta hát là có sức thu hút tốt. Còn học cái này có lâu không? Thì nói chung là khó lắm. Điền cái đàn tính này đánh, ông đã đánh 43 năm rồi mà cũng chưa ăn thua gì cả. Em lúc đầu mới học thì là khó nhất là gảy đàn. Khó là phải đánh nhanh, gảy nhanh rồi nốt xuống dưới đây, số dưới thì cũng khó. Tôi bắt đầu học hát then thì bắt đầu lúc đã lên 14 tuổi là tôi thấy là điệu then của quê hương mình, thấy nó có cái gì nó mộc mạc mà hay, nó lôi cuốn lòng người thì tôi tự mày mò học. Ở trong thôn, trong làng thì nói chung là nhiều người nói chung là cũng thích nghe giai điệu then của mình. Nhưng mà về then thì gảy hát thì nó lại phải đi đôi với cả gảy đàn. Nên là nhiều lúc là cái gảy đàn nó rất chi là khó. Nên là nhiều người chỉ rất thích nghe nhưng mà gảy đàn học tập nó lại khó. Đối với các bậc cao niên trong làng, niềm vui tuổi già của họ lại được nhân đôi khi nhìn thấy tiếng hát của quê hương đang được bảo tồn và kế tục. Tôi rất là phấn khởi được là anh Vịnh, tức là cố gắng là tôn tạo để giữ lại cái bản sắc dân tộc của tiếng Tày. Hiện nay là các cháu học then là chúng tôi là rất phấn khởi. Hiện nay tôi thấy rằng là cái văn hóa Tày này nếu mà mình không lao vào, tôi là giáo viên mà văn hóa thì nó là hình thành nên đạo đức con người hoàn chỉnh. Nếu mà mình không có văn hóa tức là con người không có đạo đức. Cho nên là văn hóa thì nó có văn hóa tín ngưỡng, văn hóa tâm linh, văn hóa hát then, văn hóa hát lượn, văn hóa hát giao duyên, văn hóa cưới, rồi văn hóa làm nhà các thứ. Nên là nói chung là tôi phải đi sâu vào để tôi cố gắng giữ. Và hiện nay các cháu học tiếng Tày mà nói là cũng là một cái chuyện là vất vả. Bây giờ các cháu là người Kinh thì thích học tiếng Anh, tiếng Trung Quốc rồi. Nhưng mà đối với người Tày thì là học tiếng Kinh đã khó rồi. Nhưng mà bây giờ là muốn không học tiếng Kinh, không học được tiếng Kinh, tiếng Việt thì đi học không thể biết được bài. Cho nên các cháu bây giờ chắc từ 3 tuổi trở lên là nói tiếng Kinh hết. Và hiện nay cháu tôi có đứa nó học đến lớp 4 rồi nhưng mà nói tiếng Tày thì nó lơ đi, nó không muốn nói. Rồi là nó cứ thích nói tiếng Kinh thôi. Bảo mời nó ăn cơm, nói tiếng Tày là kinh khẩu thì nó bảo làm cái gì.
Thế thì là khó quá rồi. Cho nên là hiện nay ấy là cái bảo tồn tiếng Tày đã khó, chứ còn làm thế nào để giữ được các cái văn hóa của Tày lại càng khó hơn. Nhưng mà cứ phải làm, nếu không làm là mất đi, là mất cái bản sắc của mình. Bắc Cạn, nơi những tiếng hát then của người Tày nương vào ngọn gió mà bay cao, bay xa trên khắp các đỉnh núi. Ở nơi đây có truyền thuyết đã biến thành hiện thực, nơi những bài then cổ đang được lưu giữ như những gia sản quý báu nhất. Và những giọng hát này, dù còn non nớt, vẫn đủ cho người ta tin rằng tiếng then của người Tày sẽ còn ngân mãi, vàng mãi. Thank you.